một chiếc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV Cảm Tử đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội phá hủy xe tăng của Ukraine ở vùng Kursk. Theo RT, đoạn video ngắn ghi lại cuộc tấn công được đăng tải vào cuối ngày 27 tháng 8 trên mạng xã hội, được cho là đến từ Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 810 của Nga. Đơn vị được triển khai trong tháng 8 năm 2024 để chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận tính xác thực của đoạn video nói trên vào ngày 28 tháng 8. Từ đoạn video, có thể thấy chiếc xe tăng mà một số phương tiện truyền thông xác định là T-72M1 của Ukraine bị phát hiện tại khu vực chống trải gần làng Oloka, cách thị trấn biên giới Shutha khoảng 30 km về phía tây bắc. Trong đoạn video, chiếc xe tăng di chuyển và bắn đạn từ súng chính, sau đó đứng yên trên một con đường đất. Cảnh quay bắt đầu chuyển sang góc nhìn từ máy bay không người lái UAV, cho thấy phi công điều khiển UAV cảm tử nhắm đúng vào điểm yếu ở phía sau tháp pháo của xe tăng. Diễn biến của tấn công cũng được một UAV khác ghi lại. UAV cảm tử va chạm với mục tiêu đã tạo ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi phần thân chính và hất văng bộ phận này đi xa vài mét. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm chiếc xe tăng và phương tiện này bị phá hủy bởi các vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không hé lộ liệu các binh sĩ có đang điều khiển xe tăng ở thời điểm phương tiện này bị đánh trúng hay không. Được biết, UAV cảm tử có thể được sử dụng để tiêu diệt các phương tiện bị hỏng hoặc bị bỏ lại trên chiến trường, khiến đối phương không thể thu hồi chúng. Đầu tháng 8, lực lượng Ukraine bất ngờ tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Theo ước tính của quân đội Nga, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng chục vũ khí hạng nặng và hàng trăm phương tiện quân sự khác trong hoạt động tấn công này. Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 28 tháng 8, quân đội Nga đã cắt đứt hai tuyến đường tiếp tế quan trọng của lực lượng Ukraine ở khu vực Oleda. Cả hai tuyến đường tiếp tế cho quân đối phương ở Oleda đều đã bị cắt đứt. Các quan chức Nga cho biết Cùng với đó, một cuộc tấn công chính xác của Nga vào kho quân sự ngụy trang của Ukraine tại Yampol thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng đã xóa sổ khoảng 30 tấn nhân liệu. Trước đó, lực lượng Nga phát hiện quân đội Ukraine đã thiết lập một kho vật tư, nhiên liệu và chất bôi trơn tại một nhà máy chế biến gỗ ở thành phố Yampol thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Chuyên gia quân sự Andrei Maroko nói với TASS, một cuộc tấn công chính xác đã được thực hiện tại kho ngụy trang của Kiev. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraina đã mất hơn 30 tấn nhiên liệu và chất bôi trơn, dầm để che hầm trú ẩn, một số xe chở nhiên liệu và các tài sản quân sự quan trọng khác. Trong một diễn biến khác, lực lượng Nga đã bao vây và tiêu diệt khoảng 30 binh lực thuộc Lữ đoàn Tác chiến đặc biệt Azov của Ukraina, những người đang lên kế hoạch tấn công Makeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng. Chuyên gia quân sự Andrei Marocco cho biết, các biện pháp trinh sát đã giúp phát hiện ra rằng một nhóm chiến binh từ lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 bị cấm ở Nga vì là một tổ chức khủng bố, đã lên kế hoạch cho các hoạt động tấn công ở phía tây bắc khu định cư Makeyevka tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Dựa trên dữ liệu nhận được, một quyết định đã được đưa ra là tạm thời để lại một số vị trí tiền phương gần Novo Dianoye để dụ kẻ địch vào đó các chiến binh Ukraine sau khi xâm nhập vào vị trí của chúng tôi, họ đã bị mắc bẫy. Theo dữ liệu sơ bộ, các đội hình vũ trang Ukraine đã mất khoảng 30 người. Các quan chức quốc phòng Nga đồng thời cho biết quân đội Ukraine đã rời khỏi một số vị trí ở vùng ngoại ô phía đông của khu định cư Selidovo gần Krasnoyarsk, Ukraine gọi là Poprovsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, các quan chức cho hay máy ghi dữ liệu cho thấy đối phương đã từ bỏ một số vị trí ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo. Theo mọi biểu hiện, đây chính là dấu hiệu cho thấy binh sĩ Ukraine đã kiệt sức do bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục của Nga. Ngày 27 tháng 8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi phát biểu với các nhà báo rằng hành động quân sự diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga có nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Quan chức cấp cao đã đến thăm cơ sở nằm tại thành phố Kuchatov ở vùng Kursk vào ngày 26 tháng 8, gần nơi Kiev đã phát động một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào đầu tháng này. Các quan chức Nga trước đây đã cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở này bằng máy bay không người lái, một trong số đó được cho là đã rơi xuống bên cạnh kho lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng của nhà máy vào tuần trước. Ông Grossi nhắc lại rằng nhà máy điện hạt nhân Kurs có thiết kế cũ hơn, không bao gồm một số biện pháp bảo vệ mà một cơ sở hạt nhân hiện đại hơn sẽ có. Ví dụ, nhà máy không có mái vòm giúp bảo vệ bốn lò phản ứng trong trường hợp xảy ra sự cố lớn, chẳng hạn như máy bay đâm vào nhà máy, ông cho biết. Người đứng đầu cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc đã bình luận về sự so sánh trước đây của ông về nhà máy Cern với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nói rằng không nên hiểu theo nghĩa là một sự cố tại cơ sở Cern sẽ có quy mô tương tự như thảm họa Chernobyl năm 1986. Tuy nhiên, Grossi cho biết cơ quan này quyết tâm giảm thiểu rủi ro. Ông nói: "Cuộc xung đột này, cuộc chiến này không phải là trách nhiệm của IAEA trách nhiệm của IAEA và chúng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đó là đảm bảo rằng không có tai nạn hạt nhân nào xảy ra. Ông nói, đồng thời nói thêm rằng thông điệp của ông sẽ giống nhau ở mọi nơi. Cuối cùng, điều này có vẻ rất hợp lý và đơn giản. Đừng tấn công một nhà máy điện hạt nhân Trước chuyến thăm, Grossi cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở khu vực Nga và chuyến đi của ông sẽ cho phép IAEA tiến hành đánh giá độc lập về mức độ an toàn của nhà máy đối với cộng đồng quốc tế. Ông Grossi dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào tuần tới. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky phát biểu trong diễn đàn các nguyên thủ quốc gia ngày 27 tháng 8 cho biết, Tính đến, đến hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát được 1.294 km vuông lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư. Chúng tôi cũng đã bổ sung đáng kể quỹ trao đổi gồm 594 quân nhân của lực lượng vũ trang Nga bị bắt làm tù binh trên mặt trận này. Ông Sisky nhắc lại rằng, một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là từ Pokrov và Kurakove. Vị tư lệnh cho biết, hiện tại chúng tôi có thể khẳng định rằng có khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được tái triển khai tới mặt trận Kursk và con số này đang tăng lên. Tuy nhiên, ông Sinsky cũng thừa nhận quân đội Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các mặt trận khác nhưng đang tăng cường nỗ lực ở mặt trận Pokrov. Chiến dịch ở tỉnh Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 vào ngày 10 tháng 8, ngày thứ 5 của cuộc tấn công sâu vào nước Nga của quân đội Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Ukraine đã đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga. Vào ngày 13 tháng 8, Tổng tư lệnh Zelensky thông báo với ông Zelensky rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, Oslad của Nga. Vào chiều ngày 15 tháng 8, ông Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến lên tới 1,5 km trên một số trục ở Kursk, Oslad kể từ đầu ngày và kiện kiểm soát 82 khu định cư ở Nga. Vào ngày 15 tháng 8, nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đưa tin rằng, một ngày trước đó, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ 102 binh sĩ Nga tại Kursk. Lực lượng không quân tấn công của Ukraine đã chia sẻ cảnh quay những giờ đầu tiên của chiến dịch tại Kursk Oblast của Nga. Video cho thấy hoạt động giả phá bom mìn, xâm phạm biên giới, phá hủy các tuyến phòng thủ của Nga, các hoạt động trên không và pháo binh và tù binh chiến tranh. Sau đó, lữ đoàn không quân tấn công số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ cảnh quay từ những giờ đầu của chiến dịch quân sự tại Kursk của Nga. Quân đội đã phá vỡ tuyến phòng thủ, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù nhân. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. ATAC MS tầm xa của Mỹ được chuyển cho Kiev từ đầu năm nay nhưng Ukraine chỉ được phép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ và bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Bình luận về cuộc đột kích gần đây của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga, Washington khẳng định hoạt động này không vi phạm các quy định mà Washington đề ra trong chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine. Tối 26 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những lý do khiến quân đội nước này tấn công tỉnh Kurs của Nga là nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa tầm xa. Ông Zelensky nói, sự hiện diện của quân đội Ukraine tại tỉnh Kurs và những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa của Nga trên chính lãnh thổ của họ cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí tầm xa. Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yemak, sẽ tới Washington trong tuần này và gửi danh sách nói trên lên chính quyền Mỹ. Danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để Ukraine thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù trước đây, Ukraine từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là có điều chỉnh và bổ sung nhiều hơn. Kiev hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. ủng hộ mong muốn của Ukraine, theo Kyiv Independent, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga hôm 26 tháng 8. Đây không phải lần đầu ông Borrell kêu gọi điều này. Ông Borrell cho rằng việc dỡ bỏ các hạn chế theo luật pháp quốc tế sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, giảm bớt sự tàn phá ở đất nước này. Tướng Oleksandr Sitsky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đang kiểm soát 1.294 km vuông lãnh thổ và 100 khu dân cư ở vùng biên giới Kursk của Nga. Phát biểu qua kết nối video với phóng viên truyền hình Ukraine hôm nay 27 tháng 8, ông Sitsky cho biết các lực lượng Kiev đang tiếp tục chiến dịch đột kích ở Kursk. Từ ngày 6 tháng 8 đến nay, họ đã bắt giữ khoảng 594 binh sĩ Nga ở vùng biên giới này làm tù binh. Vị tướng hàng đầu của Kiev nói thêm, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk là đánh lạc hướng một số lượng lớn quân Nga khỏi các khu vực khác, chẳng hạn như Pokrov và Kurakov ở vùng Donbass, miền đông Ukraine và mục tiêu này đã thành công. Ông Sinsky tin Moscow nhận thức rõ mục tiêu của đối phương và đang tập trung các đơn vị chiến đấu tinh nguyện nhất của họ ở khu vực tiền tuyến Pokrov các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập thông tin trên. Theo BBC, một phóng viên có mặt tại Kursk kể đã nghe thấy tiếng còi báo động không kích bằng tên lửa vang lên trong thời gian ngắn tại Kuchatov, phía tây Kursk, trong ngày 27 tháng 8. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kyiv sẽ đáp trả sau khi nước này hứng chịu một đợt tấn công dữ dội của quân Nga đêm 26 tháng 8. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời ông Zelensky cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, nhưng ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong các vụ tập kích bằng 81 máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của đối phương. Ông Zelensky viết trên mạng xã hội, Chúng tôi chắc chắn sẽ trả đũa Nga vì đợt tấn công này cũng như mọi vụ tập kích khác. Newsweek đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video cho thấy quân đội nước này sử dụng hệ thống lựu pháo nòng dài M-46 cỡ 130mm ở tỉnh biên giới Kursk, nơi Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. M-46-130mm là loại pháo dạ chiến nòng dài do nhà máy pháo binh số 9 của Liên Xô thiết kế từ năm 1947 đến năm 1951 thì bắt đầu sản xuất. M46-130mm là một trong những khẩu pháo đầy uy lực với chiều dài nòng pháo gần 52 lần cỡ nòng. Loại pháo này có thể bắn tầm xa tới 27,5 km với đạn thường và 38 km với đạn pháo tăng tầm. M46-130mm có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73m, rộng 2,45m, thiết kế khung thân pháo có hai càng dài. Khi triển khai, pháo thủ sẽ đóng một phần của hai càng xuống đất để cố định vị trí, chống sâu đẩy do lực giật khi khai hỏa. Bên cạnh chức năng chính là bắn gian tiếp M46-130mm còn được trang bị hệ thống hồng ngoại nhìn đêm để hỗ trợ khả năng bắn trực tiếp. Pháo cũng có khả năng chống tăng cực kỳ lợi hại khi bắn trực tiếp với khả năng xuyên giáp đáng kinh ngạc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng quân đội Nga đang sử dụng lựu pháo được ví như vừa chiến trường này để tấn công các nhằm thiết giáp cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk. Trong khi đó, Ukraine được cho là đang triển khai một số thiết bị do NATO cung cấp trong khu vực Kursk. Một tờ báo Đức cũng dẫn một đoạn video từ khu vực Kursk cho thấy lực lượng của Ukraine sử dụng xe bọc thép Wissen-1 mô phỏng xe tăng Leopard-1 do Đức sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 27 tháng 8 tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục đạt được bước tiến trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga khi kiểm soát 1.294 km vuông lãnh thổ của đối phương với 100 khu dân cư và bắt 594 tù binh Nga. Ông Sisky cho hay, thông qua cuộc tấn công vùng Kursk, Kiev theo đuổi mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi hướng Krasnoyarmy, Pokrov, song hầu như không có tác dụng ông thừa nhận nga đã phá vỡ các kế hoạch này và tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào Pokrov. Ông mô tả tình hình ở thành trì chiến lược này hiện khá khó khăn đối với quân đội Ukraine và tuyên bố rằng bộ chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình. Tầm quan trọng về mặt chiến lược, kinh tế và biểu tượng của thị trấn này đã biến nơi đây thành mục tiêu chính của các lực lượng nga. Theo giờ phân tích, trận chiến của nga và Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát Pokrov có thể định đoạt số phận miền đông Ukraine các lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố chiến lược quan trọng Pokrov ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Phát biểu với báo chí hôm 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, quân đội Nga đã tiến công nhanh chóng ở khu vực Pokrov trước khi Kiev tiến hành chiến dịch xâm nhập Kursk. Pokrov nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành trung tâm hậu cần quan trọng để Ukraine di chuyển quân đội, vật tư quân sự và sơ tán binh sĩ bị thương. Pokrov cũng nằm trên một tuyến đường chính mà quân đội Ukraine sử dụng để cung cấp cho các tiền đồn khác, chẳng hạn như thị trấn Chasivya và Kostiantinivka ở Donetsk. Cơ sở hạ tầng của thành phố đóng vai trò thiết yếu cho việc duy trì phòng thủ tiền tuyến của Ukraine, đặc biệt khi cuộc xung đột ở miền Đông không có dấu hiệu lắng dịu các lực lượng ukraina phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới đường sắt và đường bộ của thị trấn để duy trì vị trí phòng thủ của họ trước các cuộc tấn công của nga nằm ở vị trí chiến lược pokrov được cho là cửa ngõ để vào các khu vực quan trọng khác ở miền đông ngoài vai trò chiến lược về mặt quân sự pokrov còn là đầu tàu kinh tế và biểu tượng cho sự kháng cự của ukraina trong khu vực Trước xung đột, thành phố là một trung tâm công nghiệp phát triển mạnh với dân số khoảng 69.000 người. Người dân nơi đây chủ yếu làm việc trong ngành khai thác than, luyện kim và chế tạo máy. Vùng ngoại ô phía tây Pokrov có mỏ than cốc lớn nhất, vốn là nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành luyện kim của Ukraine. Kim loại được sản xuất một phần nhờ vào các nguồn tài nguyên khai thác từ khu vực Pokrov là sản phẩm xuất khẩu chính của Ukraine trước khi xung đột diễn ra, chiếm 23% tổng kim ngành xuất khẩu hàng hóa của nước này. Do đó, việc để mất Pokrov sẽ giáng một đòn mạnh vào năng lực công nghiệp của Ukraine, làm tê liệt thêm nền kinh tế vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng do giao tranh. Pokrov cũng là nơi có trường đại học kỹ thuật quan trọng, lâu nhất và lâu đời nhất trong khu vực. Theo giới phân tích, Nga coi việc kiểm soát Pokrov là bước đệm quan trọng để sắp nhập toàn bộ khu vực này vào Nga. Trong nhiều tháng qua, Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công Pokrov, hiện quân đội Nga chỉ còn cách thành phố chưa đầy 10 km. Nếu giành quyền kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk, Moscow có thể phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch chiếm thành phố Yar nằm trên vùng đất cao hơn, có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Ngoài ra, việc siết chặt quyền tiếp cận mạng lưới đường bộ của Ukraine trong vùng lân cận sẽ khiến quân đội nước này khó giữ được các vùng lãnh thổ ở khai bên Pokrov. Điều đó có thể giúp Nga củng cố vị trí và tiến lên ở tiền tuyến theo chuyên gia quân sự mikhailo zirokov nếu Ukraine để mất pokrov thì toàn bộ tiền tuyến ở miền đông của họ có nguy cơ sụp đổ cản trở nghiêm trọng khả năng tăng cường quân đội và sơ tán người bị thương điều này không chỉ làm phức tạp các hoạt động quân sự của Ukraine mà còn khiến các thị trấn quan trọng về mặt chiến lược khác chẳng hạn như Yar, gặp rủi ro lớn Yar nằm trên vùng đất cao hơn cung cấp tầm nhìn bao quát xung quanh khu vực khiến nơi đây trở thành một vị trí phòng thủ quan trọng nhà phân tích pablo naroni lưu ý nếu nga thành công cắt đứt tuyến hậu cần của ukraina đến pokrov thì sớm hay muộn lực lượng ukraina cũng bị buộc phải rút lui khỏi chia do không có khả năng tiếp tế cho các binh sĩ của họ sau khi cảnh báo tình hình tại Pokrov cực kỳ khó khăn, tổng thống Zelensky ngày 26 tháng 8 cho biết, Ukraina đã quyết định tăng cường hơn nữa lực lượng tại Pokrov. Theo ông Zelensky, khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga. Tuy nhiên, ông dự đoán Nga sẽ phải chịu tổn thất lớn và mất hàng chục nghìn binh sĩ nếu họ muốn đạt được mục tiêu chiếm được Pokrov. Khu vực xung quanh Pokrov là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp mà quân đội Ukraine sử dụng để đào hào và công sự nhằm bảo vệ thành phố, bất chấp khả năng Nga dụng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ. Hiện Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ chiếm được ở tỉnh Kursk, phía tây nước Nga, sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực này vào ngày 6 tháng 8. Một trong những mục tiêu của chiến dịch này là buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine tại những điểm nóng như Bokrov. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể đã kéo căng quá mức lực lượng của họ và để lại những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ ở Donetsk. Hôm 27 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho rằng, Nga dường như đã hiểu rõ mục tiêu của Ukraine, thay vì rút lui, họ tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Pokrov, thậm chí điều động cả những đơn vị có năng lực nhất. Theo ông Oleksandr Sisky, các binh sĩ Ukraine đang tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tại các vị trí trong khu vực. Tình hình trên thực địa ở Pokrov đã trở nên ngày càng bấp bênh trong những tuần gần đây. Các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm được các khu vực lân cận và tiến về thị trấn từ nhiều hướng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, quân đội Nga đã tiến vào phía đông Kalipka, phía đông nam Pokrov và phía đông bắc Mykolaivka. Họ được cho là đã di chuyển vào vùng ngoại ô phía đông nam của Novorodipka, chiếm được hội đồng thành phố Novorodipka và thiết lập vị trí trong các tòa nhà cao tầng. Nếu kiểm soát được Pokrov, Nga có thể thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong khu vực, tăng cường khả năng tiến hành những cuộc tấn công dữ dội vào các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine đang nắm giữ. Trận chiến giành Pokrov là một phần của trận chiến rộng lớn hơn giữa Nga và Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Đối với Nga, việc chiếm được thành phố này sẽ là một chiến thắng quân sự lớn, mang tính biểu tượng quan trọng, thúc đẩy mục tiêu kiểm soát Donetsk và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine đối với ukraina nếu để mất pokrov thì đây sẽ là một thất bại lớn gây nguy hiểm cho khả năng duy trì phòng thủ tiền tuyến của nước này